gần nhau nhau. Các bạn cùng theo chân mình nhé. Mình tên là Trần Anh Tuấn, học viên lớp CB15. Mình tên là Bố Trung Nam, cũng học lớp CB15. Chào hai bạn, mình phỏng vấn hai bạn một chút được không? Được bạn. Cho hỏi bạn tên là gì? Thế bạn nghĩ tại sao mình phải trả lời bạn câu đấy nhỉ? Nếu bạn trả lời mình sẽ không chỉ bạn nữa. Ok, được, mình chấp nhận. Thế còn anh tên là gì? Mình tên là Quý. Mình tên là Bùi Văn Lương. Em tên là Đỗ Văn Trường. Em tên là Lăng Văn Dũng. Tên em là Cao Đình Minh Chiến, em học ở CB15. Bạn cho hỏi bạn có đang là sinh viên không? Hiện tại mình đang là sinh viên. Mình còn đi học chứ mình không phải sinh viên. Hiện tại bạn đang thi trượt mấy môn? Mình mới thi trượt có một môn. Hiện tại thì mình đã thi trượt được rất 3 môn. Bạn đã thi trượt bao nhiêu môn? Trượt à? Để mình nhớ lại. Nó đâu đấy rơi vào khoảng 3-4 môn gì đấy. Thực ra là mình tiếc là mình cũng trượt môn này. Mình đã từng thi trượt 2 môn rồi. Em thi trượt đến nay là 3 môn rồi. Em đã trượt 2 môn. Em mà chưa thi trượt môn nào. Tin. Bạn thi trượt môn nào? Hiện tại thì mình thi trượt môn HTML. Mình thi trượt những môn đó là tiếng Anh này, C và môn Office. Bạn thi trượt môn nào? Những môn mình đang nợ đồ án và chưa thi thì có GNF Việt ra 3 là 2 C, còn C nữa, C là 3 cái này. Môn mà mình đi đã thi trượt là môn lý thuyết SQL và môn C. Em đã từng thi trượt môn MySQL, môn Python và Java. Em trượt môn Office và môn tiếng Anh. Sao bạn thi trượt? Thì do mình hôm đấy ngủ quên mất ạ. Tại vì cái thời gian đó mình thì cũng mải chơi nên là mình thi trượt môn SQL ấy thì cũng là một trong những cái mình muốn, như kiểu là mình trau dồi cái kiến thức của mình hơn ấy, và mình cũng muốn trải nghiệm lại cái cảm giác mà được thi thử ấy, thi lại ấy. Các bạn hiểu không? Còn về môn C thì có thể nói là mình cũng chưa nắm vững được cái kiến thức của họ. Lúc mới học nên em khá lười. Vì em không theo kịp môn đấy. Vì sao bạn lại trượt những môn đó? Thực ra thì để mà nói về việc trượt các môn thì có rất nhiều lý do. Chúng ta cũng điểm ra lý do khách quan có và lý do chủ quan có. Về cái lý do khách quan ấy thì mình cảm thấy là một phần thì cái giáo trình của trường mình nó cũng hơi có phần gấp, đi hơi nhanh, làm cho học viên có một số cái lúc bị rối đấy. Cái phần chủ quan của mình ấy thì thời gian mình dành cho nó cũng chưa nhiều, và cái thực chất thì cũng chưa quá tâm huyết, nên là mình nghĩ là sẽ khắc phục cho. Môn nào bạn không thích học nhất? Hiện tại mình thấy là môn Java. Đối với mình thì hiện tại thì mình thấy môn tiếng Anh là khó học nhất. Khá là ghét mà. Môn nào mình thích, mình không có môn nào mình thích. Môn mà mình không đi học nhất đó là môn chủ nguyên trong Java. Môn em không đi học nhất là môn MySQL. Môn nào em không đi học? Theo bạn làm sao để có thể học tốt hơn? Theo mình ấy thì cứ thi lại nhiều rồi sẽ tốt. Với mình thì chắc là cần một cô giáo sư dạy tại nhà. Làm sao để học môn đó tốt hơn ạ? Mình cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Để mà học tốt được môn lý thì chúng ta cần phải thực hành và làm rất nhiều. Thì em nghĩ là em nên chăm chỉ hơn và học thêm ở ngoài. Học tốt hơn đấy thì chúng ta phải chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Còn bạn đã trượt môn nào chưa? Lý do của bạn trượt môn là gì? Các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé. Chào bạn. Bye bye.